Mua bán hàng qua mạng, chuyển khoản online đang là một trong những hình thức giao dịch phổ biến hiện nay. Và không may là những kẻ lừa đảo cũng đã lợi dụng loại hình mua bán này để dở ra những chiêu trò tinh vi, dẫn dụ con mồi sập bẫy, từ đó chiếm đoạt tài sản. Câu chuyện sau đây chính là một ví dụ điển hình. Mời quý vị cùng theo dõi để có sự cảnh giác và đề phòng. Trước giờ tôi làm nhân viên văn phòng, nhưng mà gần đây do mới sinh em bé thì mình muốn có nhiều thời gian ở nhà chăm con. Cho nên là tôi quyết định xin nghỉ việc để ở nhà bán hàng online luôn. Thì cũng mới tập tành buôn bán này nọ, cho nên có nhiều cái tôi cũng còn bỡ ngỡ, chưa có biết nhiều. Ê, có tin nhắn của khách vô hỏi rồi nè. Em ơi, hũ kem này giá bao nhiêu vậy? Dạ, hũ kem trắng da này giá 350 nhé chị. Chị lấy 10 hũ nha em. Trời đất ơi, 10 hũ luôn. Khách sộp. Dạ chị, chị cho em xin địa chỉ và số điện thoại nhé. Em ship qua nước ngoài được không? Ủa, chưa gì hết, chỉ gọi luôn rồi nè. Dạ alo. Ừ em, chị thấy em nhắn tin lâu quá nên là thôi chị gọi nói chuyện cho nó nhanh. Tại vì chị mua tới 10 hũ là trị giá là 3,5 triệu. Tiền ship mà đi, từ đây qua bển em kiểm tra được là 1,5 triệu. Tổng cộng là cái đơn hàng của mình là 5 triệu đồng chẵn á chị. Em biết sao không, đợt chị về Việt Nam á, chị đi tới trung tâm thương mại, rồi chị thấy cái hũ kem này nè, chị mua về chị xài thử. Ai hợp da của chị quá trời luôn. Xài mới có 1 tháng à mà bật tông lên hả, trắng bóc luôn. Nên là chị lên mạng chị tìm thử coi có ai bán online, chị mua về chị xài cả năm luôn. Dạ, chị cứ yên tâm. Bên em là đại lý phân phối cái mỹ phẩm này luôn. Mà chị ơi, chị cho em hỏi là em gửi qua nước ngoài như vậy rồi á, thì chị có thể chuyển tiền trước cho em được không? Tại vì chị biết làm sao không? Ở bên đây á, thì em có thể nhờ anh shipper thu hộ tiền cho em được. Nhưng mà chuyển qua nước ngoài rồi em đâu có nhờ shipper thu hộ được đâu chị. Trời ơi, cái chuyện này chị hiểu mà. Chị cũng hay mua hàng từ Việt Nam rồi ship qua nước ngoài lắm. Rồi bây giờ á, chị sẽ gửi cho em tiền hàng với lại cộng tiền ship cho em luôn. Rồi em gửi hàng cho chị nha. Nhưng mà chị ơi, thiệt sự em nói thiệt với chị luôn á, là lần đầu tiên mà em gửi hàng đi nước ngoài á, thì nói chung là em không có rành lắm. Em có thể biết là chị chuyển qua cho em bằng cách nào không? Trời ơi, em yên tâm đi. Ở bên đây có dịch vụ chuyển tiền từ nước ngoài về trong nước mà. Chị gửi hoài thường xuyên mà. Bây giờ em nhắn cho chị tên ngân hàng nè. Dạ. Tên tài khoản với lại số tài khoản, rồi số điện thoại của em. Chị sẽ nhờ qua một cái công ty trung gian. Rồi công ty trung gian đó sẽ gửi cho em một cái tin nhắn. Em cứ làm theo tin nhắn rồi là tiền vô tài khoản em à. Trời ơi, em yên tâm đi, cũng dễ lắm, không có gì phức tạp đâu. Em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Có gì em sẽ gửi thông tin đầy đủ qua cho chị ha. Rồi, chào em nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Sướng quá, đã quá, trời ơi. Có đơn hàng lớn rồi, trong đời tôi luôn á. Sau đó thì tôi nhắn tin qua Facebook cho chị cái thông tin tài khoản của tôi để mà chị chuyển tiền về. Đây, thùng này đủ 10 hũ. Ý, có tin nhắn. Ý, tài khoản của bạn đã được cộng 5 triệu đồng bởi người gửi Phượng Nguyễn. Để nhận được tiền, hãy truy cập vào website của đơn vị chuyển đổi ngoại tệ. Có đường link ở phía cuối tin nhắn, vui lòng nhập đầy đủ thông tin. Nhập thông tin thôi, nhấp vào. Lúc đó tôi có để ý thấy tin nhắn này được gửi từ một số điện thoại trong nước, đầu số 84 là số di động đó, mà tôi cũng đâu có nghi ngờ gì đâu. Tại vì tôi nghĩ là bên gửi tin nhắn cho mình là cái đơn vị trung gian chuyên chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, thì chắc là nhân viên ở Việt Nam nhắn tin bằng số điện thoại trong nước, thì cái chuyện này cũng hợp lý mà. Tôi bấm vô đường link đó thì hiện ra một trang web, trên đó ghi là đơn vị chuyển đổi ngoại tệ, chuyển tiền giữa các quốc gia.
Thì mình thấy vậy đúng y như những gì chị khách đã nói, nên là mình tin tưởng, không có nghi ngờ gì hết. Sau đó thì tôi mới nhập thông tin theo như cái trang web đó yêu cầu. Và đó cũng chính là khoảnh khắc chị Thúy đã sập bẫy cái lừa đảo. Trên thực tế, các dịch vụ trung gian chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam là có thật. Tuy nhiên, thông thường, bên dịch vụ này sẽ chuyển thẳng số tiền vào tài khoản của người nhận ở trong nước hoặc là đến tận nơi giao ngoại tệ trực tiếp cho người nhận, chứ không hề có chuyện gửi tin nhắn kèm theo đường link yêu cầu cung cấp thông tin như thế này. Ồ, tin nhắn ngân hàng gửi mã OTP để điền vô nè. Thì mình nhập OTP vô. Sau khi mà tôi điền thông tin, nhập số tài khoản ngân hàng, nhập tên của tôi, thì còn một dòng nữa là yêu cầu nhập mã OTP. Trong lúc tôi đang suy nghĩ chưa biết lấy mã OTP ở đâu mà điền vô, thì tự dưng có tin nhắn từ ngân hàng trong nước gửi tới. Là tin nhắn từ ngân hàng đó. Trong tin nhắn đó có cái mã OTP. Bất cẩn của tôi là ở chỗ này nè, không đọc kỹ tin nhắn ngân hàng gửi tới mà hấp tấp vừa thấy cái mã OTP là điền vô luôn. Sai lầm là ở chỗ đó đó. Hoàn tất. Tranh thủ bây giờ gói hàng cho chị mới được. Ủa, tin nhắn gì nữa ta? Tin nhắn từ ngân hàng. Ủa, sao tự nhiên bị trừ tiền là sao? Truyền sạch không còn ngàn nào luôn. Không lẽ hệ thống chuyển tiền bị nhầm lẫn gì hả ta? À, để mình gọi cho chị khách đó coi. Ủa, sao tài khoản không tồn tại? Vậy đó, toàn bộ tiền trong tài khoản của tôi đã bị kẻ lừa đảo chuyển hết sang một tài khoản khác. Tôi bị mất tổng cộng gần 200 triệu đồng. Mục tiêu của dạng tội phạm lừa đảo này chính là những người kinh doanh bán hàng online nhưng chưa có kinh nghiệm trong việc giao hàng đi nước ngoài. Đầu tiên, kẻ gian sẽ giả vờ là khách mua hàng với số lượng nhiều, yêu cầu chuyển hàng đi nước ngoài. Tiếp theo sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp tài khoản ngân hàng để chuyển tiền và nói rằng sẽ nhờ vào một dịch vụ trung gian để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Ngay sau cuộc gọi, chị Thúy nhận được tin nhắn từ một số điện thoại di động trong nước với nội dung yêu cầu chị bấm vào đường link, nhập thông tin thì sẽ nhận được tiền. Nhưng tưởng rằng đây sẽ là thủ tục cần thiết để nhận được tiền từ nước ngoài chuyển về, nên chị đã không chút nghi ngờ mà làm theo. Tuy nhiên, trên thực tế, đó chính là một đường link có chứa mã độc. Ngay khi chị Thúy bấm vào đường link, cũng là lúc kẻ gian đã thành công xâm nhập tài khoản ngân hàng của chị. Khi kẻ gian thực hiện thao tác chuyển tiền, cũng là lúc điện thoại của chị Thúy nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo mã OTP. Do không xem kỹ tin nhắn từ ngân hàng mà chỉ nhìn thoáng qua mã OTP, chị Thúy đã vội vàng nhập mã vào trang web lạ. Thực chất, tin nhắn từ ngân hàng gửi đến là thông báo về việc tài khoản của chị đang thực hiện giao dịch chuyển tiền. Ngân hàng cung cấp mã OTP để chuyển tiền, nhưng chị Thúy lại vô tình cung cấp mã OTP này cho kẻ gian. Có được số tài khoản ngân hàng, mật mã và cả mã OTP, lẽ dĩ nhiên đối tượng đã chiếm đoạt được toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân. Hiện nay, tội phạm lừa đảo thông qua không gian mạng đang ngày càng tinh vi hơn với đầy những chiêu trò ma mảnh. Người dân nên đề cao cảnh giác, tuyệt đối không bấm vào bất kỳ một đường link lạ nào, vì rất có thể trong đường link có chứa mã độc khiến cho kẻ gian có thể xâm nhập được vào thiết bị điện thoại của chúng ta. Và từ đó, chúng ta bị lộ ra nhiều thông tin quan trọng, thậm chí là mất mát tài sản. Xin được chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến chia sẻ xin gửi về địa chỉ truyền cảnh giác vn@gmail.com. Còn bây giờ, con Huy xin chào và hẹn gặp lại.